Tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 tháng 3 năm 2022 nhâm dần. Thưa quý vị, đừng coi thường con giáp này trong tháng 3 âm lịch. Hoan hỷ, chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, như vậy là năm cũ 2021 Tân Sửu đã qua và năm mới 2022 nhâm dần đã đến. Trong tháng 3 âm lịch này thì ai trong chúng ta cũng đều mong muốn gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là khi bước sang năm mới nhâm dần 2022 thì mọi người đều cố gắng và nỗ lực không ngừng để có thể tìm kiếm những điều tốt đẹp để xây dựng mọi thứ viên mãn nhất. Tháng 3 năm 2022 thì những gia chủ tuổi Tân Sửu có vận may lội ngược dòng, được quý nhân tương trợ và thần tài chiếu cố nồng hậu. Cụ thể, trước khi bước vào tháng 3 âm lịch thì con giáp này sẽ gặp được rất nhiều may mắn, công việc và mọi kế hoạch đều thuận lợi suôn sẻ. Ngoài ra thì tuổi Tân Sửu còn tìm được cơ hội tốt để có thể thay đổi cuộc sống trong tháng 3 âm lịch này. Trước khi bước vào nội dung cụ thể, quý vị đừng quên ủng hộ Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn vào đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của kênh Phong Thủy Gia Cát. Và bây giờ, xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Tân Sửu sinh năm 1961 là người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ lịch sự nên dễ gây thiện cảm trong giao tiếp. Ngoại hình và vẻ hào nhoáng bên ngoài rất dễ lôi cuốn quý bạn. Vì thế, nghĩ suy và ước vọng cũng mau thay đổi. Cho dù cố gắng cũng khó thành công với những ngành nghề đòi hỏi sự tính toán nhẫn nại và nhất là phải thể hiện tính khuôn mẫu mực thước. Quý bạn chỉ phù hợp với công việc có tính tự do sáng tạo, tùy hứng hoặc theo sở thích. Dù đã bắt đầu đến độ tuổi có thể nghỉ hưu, nhưng những người tuổi Tân Sửu vẫn hết mình với công việc, làm tròn trách nhiệm cho nên rất được mọi người yêu quý và nể trọng. Gia chủ cần đặc biệt chú ý các vấn đề về sức khỏe trong năm. Theo tuổi tác tăng lên, cơ thể cũng có nhiều vấn đề phải lưu tâm. Đừng vì quá mải mê, ham công tiếc việc mà coi nhẹ sức khỏe của mình. Cần chú ý tới chế độ ăn uống, thực phẩm nằm trong danh mục khuyến cáo của bác sĩ nên tuyệt đối tránh xa, kẻo tạo ra, ảnh hưởng xấu đến cơ thể sau này. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp giáp dương mộc nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần phải chú ý lời ăn tiếng nói cẩn thận, những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, gây ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng Giáp Thìn cho tuổi Tân Sửu, trên phương diện sự nghiệp diễn tiến khá suôn sẻ. Tuy nhiên, độ tuổi này không còn nhiều cơ hội thăng tiến mạnh mẽ, nếu có xuất hiện cũng dễ bị người khác nẫng tay trên. Một lý do khác khiến con đường thăng tiến của bạn hạn hẹp đó là bởi lý do tuổi tác khiến tham vọng giảm sút, gia chủ thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, không muốn tranh đấu, mà thay vào đó là dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc người thân trong gia đình. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tân Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo tử vi Lộc Tài, tuổi Tân Sửu sinh năm 2022, tài chính của người tuổi này không có nhiều biến động trong tháng 3 âm lịch. Tuy nhiên, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại gièm pha, để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội để phát triển. Thoạt nhìn, bản mệnh có thể trông thấy nhiều cơ hội đầu tư đang ở ngay trước mắt. Tuy nhiên, khi bắt tay vào làm mới thấy, rất khó để nắm bắt. Do đó, muốn làm giàu trong năm nay là một việc tương đối khó khăn. Người tuổi này không nên vội vàng nghe theo sự lôi kéo của người khác, đặc biệt nếu là đối tượng đã lâu không liên lạc với mình. Nếu quá tham lam, cái lợi trước mắt, gia chủ sẽ phải gánh chịu hậu quả đáng tiếc. Tháng này, người tuổi Tân Sửu đang có phần ưa hưởng thụ quá đà, tiền bạc kiếm được không nhiều, không tiết kiệm thì tiền vào nhà cũng như muối bỏ bể. Bản mệnh chi tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe không phải là vấn đề mà tuổi Tân Sửu quan tâm hàng đầu trong thời gian này. Gia chủ vẫn giữ được cho mình tinh thần lạc quan, vui vẻ, dù có nhiều áp lực đè nặng lên vai. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải tìm cách giải quyết sớm những vấn đề tồn đọng, tránh để đêm dài lắm mộng, có thể gặp phải sự cố tai họa bất ngờ. Phong thủy lộc tài nhắc nhở tuổi Tân Sửu cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe thật tốt. Bạn có thể dễ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Có thể trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực, dồn nặng khiến bạn không thể nghỉ ngơi hợp lý. Đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ, căng thẳng cho nên mới như vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nên giữ bình tĩnh khi đối diện với mọi tình huống. Nếu quá nóng nảy, mâu thuẫn, xích mích với người khác, thậm chí đến mức động tay động chân thì bạn dễ trở thành người bị tổn thương. Các quý gia chủ tuổi Tân Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm Bát Bảo Tâm Kinh phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tân Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Nhân duyên khá tốt, bản mệnh có thể thu hút được một vài đối tượng khác giới. Tuy nhiên, nếu còn đơn độc, vẫn rất khó để đến được với một ai đó. Dù cố gắng mở lòng, nhưng chưa chắc đã tìm được người phù hợp. Với người đã lập gia đình, quan hệ vợ chồng khá yên bình, đôi bên biết khoan dung và cùng nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Tuy nhiên, có đôi khi bạn cần chú ý hâm nóng tình cảm với nửa kia, nếu không quan hệ giữa đôi bên sẽ dần dần trở nên lạnh nhạt. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Thìn, lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuổi Tuất. Đối với người tuổi Tân Sửu trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 3 năm 2022, tức ngày 12 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 3 năm 2022, tức ngày 24 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Sửu trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 3 năm 2022, tức ngày 5 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 3 năm 2022, tức ngày 17 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 3 năm 2022, tức ngày 29 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
Để chọn được ngày giờ đẹp Phú Long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi 1961 trong tháng 3 âm lịch. Chắc hẳn quý vị đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ, xin mến chào và hẹn gặp lại!